Thưa quý vị, liên quan đến việc báo chí phản ánh lãnh đạo sở ở Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính gây xôn xao cho dư luận những ngày qua. Ngày hôm nay 23 tháng 11, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý làm rõ thông tin trên. Văn bản nêu việc vừa qua có bài viết Lãnh đạo sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf trong giờ hành chính tới 3 lần. Thông tin phản ánh việc Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, dành 2 đến 3 ngày trong một tuần đi đánh góp và đều trong giờ làm việc. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 11. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát thông cáo cho biết đã nắm được thông tin phản ánh sự việc. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các cán bộ, công chức liên quan giải trình cụ thể và chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Trước đó, theo phản ánh trong bài viết, ngày 20 tháng 10 là ngày làm việc trong tuần, nhưng ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh, chờ góp cùng ba người khác tại Sân Góp Vân Trì, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đến ngày 25 tháng 10, ông Trung tiếp tục cùng Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng xuất hiện tại Sân Góp FLC Hạ Long, Quảng Ninh để chờ góp.